Khánh Ngân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Khánh Ngân xin chia sẻ 15 cách tự nhiên để đuổi muỗi ra khỏi nhà của bạn. Hy vọng video này sẽ giúp một ít phần nào đó cho bạn. Thứ nhất, nến thơm. Tất nhiên bất kỳ cửa hàng nào cũng có bán các loại nến thơm để đuổi muỗi này. Nến thơm làm từ xả giúp tỏa ra mùi dioxide và carbon và axit lactic. Nhờ thế mà muỗi không thể ngửi ra mùi cơ thể của bạn và sẽ bỏ đi. Vì vậy, hãy che giấu mùi của bạn bằng cách hãy thắp lên những cây nến thơm nhé. Thứ hai là xả. Đây là một loại cây cỏ trong ẩm thực có nguồn gốc từ châu Á. Nó cũng giống như nến thơm, thậm chí còn mạnh hơn. Nếu bạn không muốn dùng những cây nến thơm để chiến đấu với muỗi thì cần pha 2 đinh nước với 20-30 giọt tinh dầu xả trong một bình xịt và lắc lên. Xịt xung quanh bất cứ nơi nào mà bạn muốn và thậm chí trên quần áo của bạn. Bạn cũng có thể trồng xả quanh nhà. Nó cũng giúp cho bạn đuổi đi nhiều loại côn trùng. Thứ ba, cây tuyết tùng. Điều này có thể gây bất ngờ. Muỗi rất ghét mùi tuyết tùng. Dầu trong thân gỗ của cây ra mùi hương. Cây tuyết tùng cũng đuổi nhiều loại côn trùng gây phiền phức khác như mối và kiến. Thứ tư là bạc hà. Bạc hà là một trong những loại cây đa năng nhất hiện nay. Nó có thể tìm thấy trong các loại tinh dầu, trà, nến và thậm chí cả kem dưỡng da để tránh muỗi. Để tránh muỗi, hãy đổ đầy một chai xịt nhỏ với nước, hai muỗng lớn với sốt cây phỉ, sau đó thêm 10 giọt bạc hà và lắc lên. Bạn có thể xịt vào người hoặc quần áo của bạn. Thứ năm là kinh diệp. Giống như xả, mùi kinh diệp cản trở mạnh mẽ các giác quan của muỗi đến mức nó không thể tìm mùi thức ăn yêu thích chính bạn và tôi đấy. Bạn có thể tạo ra hỗn hợp xịt kinh diệp giống như bạc hà mà tôi đã nói, hoặc thử thoa một ít kinh diệp lên cổ tay và mắt chân. Và đừng lo, kinh diệp là một loại siêu an toàn cho da. Nó là mùi thực sự phổ biến trong nến, nên hãy thử thay cho nến xả để có mùi hương sẽ dễ chịu hơn. Tỏi. Tôi đã nói với bạn rằng muỗi chính là ma cà rồng, chỉ cần ăn tỏi. Tỏi can thiệp vào pheromone của chúng ta, làm chúng ta có mùi khác. Nó khó tìm thấy trong chúng ta. Ăn nhiều tỏi, muỗi sẽ gần như có thể bị rò rỉ từ lỗ chân lông của bạn. Chỉ cần đừng quên mang theo một ít kẹo cao su bên người. Một cách sử dụng tỏi để đuổi muỗi là các loại bọ gây nhiều phiền phức khác, là cắt một vài tép lát mỏng và rải chúng xung quanh khu vực hoạt động của bạn. Hoa ổi hương. Đây là một loại thảo mộc mà siêu dễ dàng có được. Cửa hàng tạp hoa ở địa phương mua một ít hoa ổi hương mang về trị muỗi. Đây là một thứ khác mà bạn có thể làm thành hỗn hợp tinh dầu như bạc hà và kinh diệp. Bạn cũng có thể đặt những lọ hoa ổi hương nhỏ trong khu vực sinh hoạt của bạn, kết hợp bạc hà, kinh diệp và hoa ổi hương trong hỗn hợp tinh dầu mà bạn đã có một hệ thống phòng thủ tuyệt đối là đuổi vô muỗi ra khỏi nhà nhé. Cúc vàng thọ. Hoa cúc vàng thọ được biết đến với mùi hương cực kỳ mạnh mẽ, đến mức nó cũng gây khó chịu với một số người. Một lần nữa, chiến lược của chúng ta là che giấu mùi hương trong cúc vàng thọ trong sân sau của bạn để đẩy lùi muỗi. Thậm chí bạn có thể tỉa những bông hoa và đặt chúng vào trong một chiếc bình trên bàn phòng của bạn sẽ làm cho những con muỗi không vào nữa. Màu vàng tuyệt đẹp của chúng cũng thêm màu sắc trong không gian riêng không có muỗi của bạn. Húng quế lại thêm một loại thảo mộc khác mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy. Cửa hàng tạp hóa địa phương của bạn có rất nhiều tận dụng lợi thế của các loại thảo mộc này bằng cách nghiền nát nó cho dầu thoát ra và vỗ nhẹ lên làn da bị ô nhiễm. Húng quế có mùi hương thật sự gây khó chịu cho muỗi. Vì vậy hãy cho chúng nếm mùi vị đặc biệt này nhé. Một lựa chọn khác là để toàn bộ lá húng quế trong hỗn hợp tinh dầu xịt. Trong đơn giản là trồng thảo dược này trong khu vườn của bạn. Sau đó bạn cũng có thể sử dụng nó làm gia vị ăn tối của bạn. Cỏ bạc hà mèo chứa nebelactone. Các nhà khoa học cho biết mùi hương của nó mạnh gấp 10 lần so với thuốc xịt côn trùng hàng ngày của bạn. Bạn sẽ có thể tìm thấy cỏ bạc hà mèo ở những cửa hàng tạp hóa địa phương của bạn, hoặc tất nhiên cửa hàng vật nuôi hoặc trồng loại thảo mộc này trong khu vườn của bạn để đuổi lây muỗi. Bạn cũng có thể nghiền nát cỏ bạc hà mèo trong tay và xoa dầu lên bất kỳ vùng da nào bị muỗi cắn. Hương thảo. Đây là một loại thảo mộc khác mà có thể dùng cả nấu ăn và đuổi muỗi. Hương thảo là siêu thơm, có nghĩa là nó có mùi hương mạnh mẽ và dễ chịu. Về cơ bản, nó có mùi hương mạnh mẽ và dễ chịu, nhưng những con bọ rất là ghét nó. Trồng cây hương thảo trong khu vườn của bạn để đuổi toàn bộ đàn muỗi. Nó cũng an toàn để bôi lên da như một loại kem không mùi.
Mẹo nhỏ là đặt nhiều nhánh hương thảo xung quanh. Lò nướng và hơi nóng sẽ làm cho mùi hương lan tỏa khắp nhà bạn. Tuyệt vời, barbecue nhà bạn không còn muỗi. Dầu niêm, thứ này xuất phát từ hoa niêm nhiệt đới, từ tiểu lục địa Ấn Độ. Nó có đặc tính mạnh mẽ được sử dụng chăm sóc da và trang điểm. Tuy nhiên, hãy sử dụng nó một cách tiết kiệm. Đặc biệt là nếu lần đầu tiên sử dụng, bạn có thể pha loãng nó với một bình xịt với nước hoặc chỉ cần thoa một ít lên cổ tay của bạn. Cây xô thơm. Cách hiệu quả nhất để sử dụng cây xô thơm chống muỗi là thả nó vào đống lửa ngoài trời của bạn. Cho dù bạn đang cắm trại hay lang thang quanh đống lửa ở nhà, thả cây xô thơm vào lửa lan tỏa hương thơm xung quanh và úm ba là bạn giờ đã vô hình với muỗi. Chúng không thích mùi cây xô thơm và cũng không thích khói. Hoa cúc hôi tím. Những bông hoa này có màu tím tuyệt đẹp, nên dù có đủ côn trùng hay không cũng là một cách tuyệt vời để trang trí khu vực của bạn. Chúng là một loại thuốc đuổi muỗi tự nhiên, nên hãy cẩn thận hoa cúc, bởi vì hoa cúc không an toàn để ăn cho cả người và vật nuôi, có nghĩa là đừng ăn nó. Bạc hà Âu cũng là giữ cho làn da của bạn không bị muỗi đốt. Mùi hương dịu nhẹ sẽ trở nên cay hơn khi cây được sấy khô. Hãy thoải mái bảo vệ trong ngôi nhà của bạn. Đuổi muỗi bằng cách treo hạt hà Âu khô hoặc rắc xung quanh nhà bạn. Đây cũng là một mùi hương khác, mùi hương thực sự phổ biến. Và đừng quên để lại bình luận để khán giả biết nhé. Nếu bạn biết thêm điều gì mới mẻ trong video này thì hãy để lại một like và chia sẻ nó với bạn bè của mình nhé.